cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Sau đây là những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Giáo viên trường mầm non Ánh Phương, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu bật khóc và kể về nhiều việc chưa đồng thuận với trường. Chiều ngày 17 tháng 9, ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã có buổi gặp gỡ, đối thoại, lắng nghe, trao đổi, phản ánh trực tiếp của khoảng 35 giáo viên trường mầm non Ánh Phương, thị trấn Ngãi Giao để giữ thông tin về các giáo viên trong các tin trước. Báo chí đã nêu tắt trường học. Đây là những giáo viên công tác tại trường mầm non mà trong vài ngày gần đây báo chí đã có các bài phản ánh về việc bữa ăn trưa của các giáo viên có giá 30.000 đồng nhưng chất lượng không như giá trị. Bữa ăn chỉ có cơm và hai miếng giò. Các giáo viên đã phải làm đơn cầu cứu xin được đối thoại trực tiếp với chủ tịch huyện để trình bày những ấm ức, bức xúc tại trường kéo dài nhưng không được giải quyết. Họ vì sợ trụ tập ảnh hưởng công việc nên đã không dám lên tiếng tố cáo trực tiếp mà chịu đựng trong thời gian qua. Ngay sau khi nhận được thông tin báo chí phản ánh, đơn cầu cứu của các giáo viên, ông Nguyễn Tấn Bản đã có những chỉ đạo khẩn yêu cầu kiểm tra thông tin và tổ chức đối thoại ngay với các giáo viên ngoài giờ làm việc. Tại buổi đối thoại, ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức đã chia sẻ, gợi mở và động viên các giáo viên trường mầm non Ánh Dương phát biểu chia sẻ những vấn đề bức xúc, tâm tư, nguyện vọng cũng như đề xuất kiến nghị với huyện. Nhiều giáo viên đã bật khóc trình bày trong nước mắt về bữa ăn trưa 30.000 đồng nhưng chất lượng kém kéo dài từ nhiều tháng nay. Họ phải đóng tiền để mua bữa ăn trưa với giá 30.000 đồng nhưng nhận lại bữa ăn nghèo nàn như hình ảnh đưa trên mạng xã hội và thông tin đó là sự thật. Khi báo chí đăng tải thông tin, các giáo viên cũng đã bất ngờ khi nhận lại được chuyển khoản số tiền dư của mỗi bữa ăn trưa. Ngoài ra, các giáo viên cũng nêu một số vấn đề tồn tại khác ở trường. Họ mong muốn huyện quan tâm, kiểm tra để xử lý các vấn đề, cũng như các trách nhiệm cá nhân liên quan. Nếu việc không được giải quyết dứt điểm, nhiều giáo viên sẽ viết đơn xin chuyển nơi công tác. Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Tấn Bản, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức đã thay mặt UBND huyện gửi lời xin lỗi đến tập thể giáo viên, nhân viên trường mầm non Ánh Dương. Ông Bản ghi nhận các ý kiến của giáo viên là giao phòng nội vụ phối hợp với các phòng ban thanh kiểm tra toàn diện trường từ thời điểm năm 2021, thời điểm hiệu trưởng mới của trường nhận nhiệm vụ để xử lý trên tinh thần quyết liệt, triệt để và có thông tin sớm, công khai. Cũng trong ngày 17 tháng 9, ông Nguyễn Tấn Bản đã ký văn bản về cung cấp số điện thoại đường dây nóng trong lĩnh vực giáo dục trên địa bàn huyện. Theo đó, huyện cung cấp số đường dây nóng để tiếp nhận các thông tin liên quan đến lĩnh vực giáo dục trên địa bàn để kịp thời xử lý. Giao Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện phân công người thường xuyên tiếp nhận thông tin phản ánh của phụ huynh, học sinh và người dân liên quan đến lĩnh vực giáo dục. Số điện thoại đường dây nóng 088-988-6262. Để tiếp tục hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi bão lũ, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị các cơ sở giáo dục, đại học, các trường cao đẳng sư phạm ưu tiên việc miễn giảm học phí và có các chế độ hỗ trợ tài chính phù hợp với hoàn cảnh của từng sinh viên. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa gửi văn bản đến các cơ sở giáo dục, đại học, các trường cao đẳng sư phạm về việc hỗ trợ cho sinh viên bị thiệt hại sau cơn bão số 3. Bộ Giáo dục Đào tạo cho biết, cơn bão số 3 Yagi gây ra nhiều thiệt hại cả về tài sản và tính mạng người dân các tỉnh phía Bắc, trong đó có học sinh, sinh viên và gia đình học sinh, sinh viên. Để tiếp tục hỗ trợ sinh viên bị ảnh hưởng bởi bão lũ, Bộ đề nghị các cơ sở giáo dục, đại học, các trường cao đẳng sư phạm ưu tiên việc miễn giảm học phí và có các chế độ hỗ trợ tài chính phù hợp với hoàn cảnh của từng sinh viên. Bên cạnh đó là có hướng dẫn sinh viên đề nghị chính quyền địa phương xác định trường hợp gia đình có khó khăn đột xuất về tài chính để xin vay vốn tín dụng hỗ trợ việc học tập. Theo số liệu báo cáo của các tỉnh, tính đến ngày 16 tháng 9, tổng thiệt hại về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học do bão số 3 và mưa lũ gây ra ước tính là 1.260 tỷ đồng, hư hỏng 41.564 bộ sách giáo khoa. Trong đó, thiệt hại về cơ sở vật chất là 514.730 triệu đồng. Tỉnh Lào Cai thiệt hại về cơ sở vật chất nặng nề nhất với 186.700 triệu đồng. Theo sau đó là tỉnh Hải Dương và Bắc Giang. Về thiệt hại trang thiết bị dạy học, tỉnh Quảng Ninh đang chịu thiệt hại nặng nhất lên tới 345.040 triệu đồng. Tiếp đến là tỉnh Lào Cai với 315.180 triệu đồng. Thank you.
nhiều trường đại học tiếp tục tổ chức kỳ thi riêng phục vụ tuyển sinh cho năm 2025. Được thiết kế cho lứa học sinh đầu tiên của chương trình giáo dục phổ thông mới, các kỳ thi này có những điều chỉnh phù hợp hơn, nhiều điểm mới. Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong số kỳ thi riêng được nhiều cơ sở giáo dục đại học sử dụng kết quả để tuyển sinh lớn nhất với khoảng 90 trường trong mùa tuyển sinh năm 2024. Để phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018, kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ có nhiều điểm mới. Giám đốc Trung tâm Khảo thí Đại học Quốc gia Hà Nội Nguyễn Tiến Thảo cho biết, dạng thức và câu hỏi đề thi được điều chỉnh phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông 2018, thay đổi về chất lượng câu hỏi thi đánh giá năng lực học sinh. Câu hỏi trong đề thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội có khoảng trên 75% là câu hỏi trắc nghiệm khách quan, 4 lựa chọn. Điểm mới trong cấu trúc đề thi đánh giá năng lực năm 2025 sẽ bổ sung câu hỏi chùm trong tất cả các phần thi, chủ đề thi. Dự kiến kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ được tổ chức 6 đợt tại 19 điểm thi và mở cổng đăng ký dự thi vào ngày 8 tháng 2 năm 2025. Trong khi đó, Đại học Quốc gia TP.HCM đang chuẩn bị để có thể công bố sớm nhất thông tin chính thức về kỳ thi và đề thi minh họa đánh giá năng lực từ năm 2025. Tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Đánh giá Chất lượng Đào tạo Đại học Quốc gia TP.HCM cho biết, nhà trường đang chuẩn bị để có thể công bố sớm nhất thông tin chính thức về kỳ thi và đề minh họa đánh giá năng lực từ năm 2025. Theo đó, đề minh họa sẽ được công bố trên tinh thần định hướng những điểm mới đã được công bố trước đó, cụ thể triển khai theo phương thức thi trắc nghiệm khách quan trên giấy, tổ chức đồng thời tại nhiều địa phương để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh tham dự. Bên cạnh đó, kỳ thi sẽ có những điều chỉnh về cấu trúc đề thi để phù hợp với sự thay đổi của chương trình mới. Cụ thể, cấu trúc đề thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia TP.HCM từ năm 2025 vẫn gồm 3 phần, sử dụng ngôn ngữ, toán học, logic và phân tích số liệu. Giải quyết vấn đề, phần 1 và phần 2, thí sinh bắt buộc trả lời tất cả các câu hỏi. Sự điều chỉnh của cấu trúc đề thi nằm ở phần 3, khi cho phép thí sinh lựa chọn ngẫu nhiên 3 trong số 6 nhóm lĩnh vực, kiến thức gồm vật lý, hóa học, sinh học, lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật. Như vậy, cấu trúc bài thi từ năm 2025 sẽ có hai điểm mới, đó là sự xuất hiện của nhóm lĩnh vực mới xuất hiện trong chương trình giáo dục phổ thông 2018 liên quan đến giáo dục kinh tế và pháp luật, và thí sinh được lựa chọn môn thi thay vì bắt buộc trả lời tất cả các câu hỏi trong phần 3 như bài thi cũ. Đối với các trường đại học sư phạm, hiện nhiều trường cũng đã sẵn sàng tổ chức kỳ thi riêng phục vụ tuyển sinh từ năm 2025. Trong đó, kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của trường Đại học Sư phạm TP.HCM dù giữ ổn định hình thức thi trên máy tính, nhưng có những thay đổi quan trọng về dạng thức câu hỏi. Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, kết quả kỳ thi này sẽ trở thành phương án tuyển sinh độc lập từ năm 2025 trở đi, thay vì kết hợp điểm kỳ thi với kết quả học tập trung học phổ thông trong cùng phương thức như trước đó. Năm học 2025, kỳ thi vẫn tiếp tục được thực hiện với môn thi toán, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn và tiếng Anh. Năm 2026, trường sẽ bổ sung các môn thi lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật. Nội dung đánh giá năng lực sẽ bám sát chương trình giáo dục phổ thông 2018, trong đó phần nội dung kiến thức của chương trình lớp 12 chiếm tỷ lệ khoảng 70-80%, còn lại là nội dung kiến thức thuộc chương trình lớp 10, lớp 11. Theo thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung, kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt theo cấu trúc mới từ năm 2025 có nhiều điểm mới, cụ thể là thêm hai dạng thức câu hỏi mới, câu hỏi trắc nghiệm khách quan, nhiều lựa chọn, có nhiều hơn một phương án đúng và dạng thức câu hỏi khai thác dữ liệu dùng chung. Mới đây, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 thông báo dự kiến sẽ tổ chức kỳ thi riêng và sử dụng kết quả kỳ thi này để xét tuyển đầu vào hệ đại học. Ngoài phương án tổ chức kỳ thi riêng, năm 2025, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tiếp tục xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường Đại học Sư phạm TP.HCM. Ưu điểm của các kỳ thi riêng này là tạo thêm cơ hội cho thí sinh trúng tuyển, đồng thời cũng giúp cho các trường chủ động hơn trong việc lựa chọn sinh viên phù hợp.
Quý vị và các bạn thân mến, nội dung vừa rồi đã kết thúc bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.